Vâng, đội ngũ Tùng Tán thì kính chào các bác nha. Vâng, hiện tại là 8 giờ của ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020. Vâng, em đang có mặt tại nhà bác Hưng Lộc ở Thạch Khoán, Thanh Sơn. Vâng, đây là tại xã Thạch Khoán, Thanh Sơn. Vâng, nhà bác Hưng Lộc và em đang bàn giao cho các bộ hoành phi cơ đối. Vâng, chất liệu gỗ cụ. Vâng, đây trên hình quý vị, đây là nhà bác Hưng Lộc nhé, ở xã Thạch Khoán, thị trấn Thanh Sơn nhé. Vâng, em đang lắp vừa bàn giao cho bác là bộ hoành phi cơ đối đây. Bây là tối rồi, 8 giờ tối của ngày 2 tháng 12 năm 2020 đây. Vâng, thì bác Hưng ơi, thì em nên lắp cho bác bộ hoành phi cô đối, bác cảm thấy là có đúng như ý muốn và như lúc bác đặt hàng chúng em không ạ? Cái chất lượng hàng hả, thì như lúc đặt là đảm bảo chất lượng, tốt. Vâng, thì em xin chân thành cảm ơn bác. Vâng, chúc bác và gia đình mạnh khỏe nhé. Vâng, em cảm ơn bác. Vâng, đấy những lời đóng góp ý kiến chân tình của bác Hưng ở bác Hưng Lộc ở xã Thạch Khoán, và bác rất ưng ý với, hài lòng với bộ sản phẩm em vừa lắp đặt cho bác. Vâng, xin ảnh quý vị, đây là cái hoành phi được khắc ba chữ Đức Lưu Quang, và kèm theo là cái cảnh tứ quý Tùng Trúc Cúc Ma, xen kẽ lên ba chữ Đức Lưu Quang, và một bên tay phải quý vị câu đối là tổng sông Công Đức Thiên Nhân Thệ, và bên này là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vi. Và ai có nhu cầu sở hữu bộ hoành phi cô đối như của bác Hưng ở xã Thạch Khoán, Thanh Sơn này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Và cơ sở em nằm tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và có số điện thoại là 0987 510 806. Và đây là được chữ em rác vàng, rác bạc các bạn, và chữ này chữ rác bạc, và nền là nền sơn PU bóng mờ, chữ là em rác vàng, rác bạc rất là đẹp và bền. Chất liệu bạc này là rất là bền lâu các bác nhé, có thể nó tới hàng trăm năm luôn, không mà phai mờ được. Thì kết thúc video ở đây, em xin chân thành cảm ơn quý vị, chúc quý vị mạnh khỏe, và xin chân thành cảm ơn.